Anh ơi, chị cách đăng nhập vào nick khác đi. Ok em nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mới chơi cách đăng nhập ác này sang ác khác và từ máy này sang máy khác nha anh em nhé. Rồi, xin kính chào toàn thể anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái bạn nhỏ mới chơi game này thì các bạn cái quan trọng cho các bạn là các bạn chơi đúng không? Các bạn không muốn bị mất ác. Trong cái trường hợp các bạn nhỉ, một là các bạn hỏng điện thoại này, hai là các bạn muốn đăng nhập vào máy khác, các bạn cần gì nhỉ? Các bạn cần liên kết ác. Liên kết ác làm sao nhỉ? Các bạn cần đi đến đâu các bạn đăng nhập vào là các bạn sẽ có. Hôm nay sẽ có một bạn chính là đăng nhập vào chuyện là cách chuyển ác đúng không? Chuyện là nick đi. Nghĩa là chuyện nick có nghĩa là các bạn chơi hai ác, các bạn chuyển sang ác khác chơi được. Hoặc là các bạn chuyển nick có nghĩa là chuyển từ máy này sang máy khác cũng được. Mình hôm nay mình sẽ chỉ anh em nhá. Đó, và một cái nữa là mình sẽ chỉ anh em một cái ứng dụng kiếm tiền nữa. Cái ứng dụng này cũng khá là vui. Hôm nay mình muốn chia sẻ anh em nhá. Cái video này mình sẽ gì nhỉ? Đánh lộn chủ đề sang cả một chút game kiếm tiền cho anh em nhá. Cái đấy thì nó bao hàm rất nhiều yếu tố rất thú vị rồi anh ạ. Tí nữa mình sẽ cho anh em xem nhá. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến với ok chỉ anh em nhá. Ok thì cứ như thường lệ anh em ạ. Thì nhỉ, anh em gì nhỉ? Anh em cần có gì nhỉ? Một cái tài khoản game này các bạn đã tạo tên rồi đúng không? Ok, các bạn chuyển các bạn nhấn vào nút cài đặt trên này giúp mình. Các bạn nhìn thấy nút cài đặt kia trên góc màn hình, góc bên trên tay trái các bạn. Đây có cái nút nhiều tia này, bánh răng này. Các bạn nhớ mà cài đặt nha. Các bạn á, nếu mà các bạn muốn ác các bạn lên liên kết Google với mình. Ở đây thì nó có Google và Facebook tùy anh em nhá. Đó. Anh em nhìn thấy chưa? Dele Acon cái nút đỏ bên cạnh này này bạn này. Cái nút đỏ dưới cùng á, dòng thứ 4 các bạn không nên ấn vào nhá. Cái này là ấn vào các bạn sẽ bị mất ác luôn, nó xóa ác vĩnh viễn. Đó là điều lưu ý nha anh em nhá. Ok Google. Anh em ví dụ nhá. Anh em muốn chuyện ác thì anh em cần phải liên kết đã. Mình sẽ dạy anh em trước nhá. Ví dụ anh em cái ác này của mình thì coi như ác mới anh em ạ. Coi như là ác mới này, ác mới. Đó. Thì anh em muốn liên kết vào Facebook và Google, anh em nhấn vào đây giúp mình. Đây cài đặt. Anh em cứ ấn vào Facebook đi. Đó, anh em cứ ấn vào Facebook. Facebook anh em cứ ấn vào đây nút xanh xanh ở đây này. Đây nhá. Đây là mình liên kết rồi nên nó khác. Anh em thì anh em cứ ấn vào Facebook đây đi. Em ấn vào là gì hắc tự liên kết anh em nhé. Thì đến lúc đó anh em sang máy khác á, anh em muốn chơi á, anh em làm sao nhỉ? Anh em phải nhỉ đăng nhập cái Facebook của các bạn vào máy khác. Các bạn đăng nhập Gmail, số điện thoại và mật khẩu. Khi các bạn đăng nhập vào các bạn máy đấy, các bạn tại game này về thì các bạn nhỉ, các bạn cũng ấn vào Facebook và ấn vào đúng cái Facebook của bạn đấy thì game hắc tự vào nick của bạn nhá. Đó, đây là đối với Facebook. Còn đối với Google thì các bạn nhỉ cần có một tài khoản Google đúng không? Thì các bạn nhỉ, nhớ tại cái gì nhỉ, Google Play Game cho mình đây. Mình sẽ ấn vào nút xanh ở trên đống Google nhé bạn nhé. Đây. Đây, đối với đây là Gmail của mình em, anh em nhìn đây này. Chuyển ác nha anh em nhé. Đây này, anh em nhấn vào nút dấu tam giác ở ngay cạnh ở đây. Rồi anh em sẽ vuốt lên đây. Rất nhiều ác của mình ở đây. Đó, đây là những ác mà mình đã liên kết trong một Google. Đó, ví dụ nhá. Đấy. Khi mà anh em nhỉ, ác này anh coi như ác này anh em đã liên kết vào Google nhá. Anh em muốn chơi một ác khác nữa, anh em nhỉ xóa đi tại đại. Làm sao nhỉ, cho ác khi mà anh em tại lại chơi á, làm sao để nó về hẳn vị trí ban đầu đi nhá. Thì anh em sao nhỉ, anh em lại tạo một cho mình một tài khoản Google mới nhá bạn nhá. Một tài khoản Google không thể liên kết được hai ác. Mỗi một ác chỉ liên kết được một tài khoản Google. Các bạn muốn chơi hai ác, ba ác, các bạn phải tạo một Google mới. Và các bạn nhỉ đăng nhập Google vào máy đấy luôn. Xong rồi đến lúc các bạn gì nhỉ? Đây, xong rồi các bạn vào ác mới nhá. Đây, xong rồi đến lúc đây là đây nhá, mình sẽ sang ác Facebook vậy. Đây nha, mình coi như ác này mình liên kết Facebook nhá. Đây, mình sẽ sang ác này đi. Đó, anh em cứ xem từ từ nhá, anh em khác hiểu. Mình sợ một số bạn không hiểu đâu. Đây anh em nhá. Đấy, ác này, đây ác này liên kết Facebook rồi đúng không anh em? Đó, coi như đây là ác mới nhá, mình đã liên kết cả Facebook và Google, coi như mình liên kết Facebook và Google các bạn nhá. Đối với anh em thì anh em làm sao để liên kết cả Facebook và Google cho chắc nhá. Đó. Mình đã liên kết Facebook rồi đúng không? Anh em coi như đây ác thứ hai, anh em bị ác thứ hai nhá. Ác kia anh em liên kết rồi. Đây, anh em muốn liên kết vào Google, anh em nhấn vào cancel nút xanh này cho mình. Rồi anh em tiếp tục kéo đây. Đây. Đây đây anh em xem có thấy không? Đấy, đối với những tài khoản Google mà anh em đăng nhập vào đây nhá. Không thấy đúng không anh em? Đây không thấy anh em ạ, đây không thấy. Anh em sao nhỉ? Anh em nhìn thấy gì ạ? Đây là khi mà anh em nhỉ đăng nhập cái tài khoản Google ấy của anh em vào máy rồi
Thì ở đây anh em nhìn thấy chưa? Đây là chưa được dùng với file game, có nghĩa là tài khoản này là Google này chưa được dùng với file game. Nếu mà mình nhấn vào đây là mình sẽ liên kết cái Google này, cái ác này, ác Facebook này liên kết cùng với Google này, có nghĩa là các bạn nhỉ, sang máy khác bạn đăng nhập vào Google, các bạn đọc ghi mật khẩu ghi Gmail mật khẩu vào, bạn nhỉ đăng nhập vào bạn sẽ vào được ác này. Còn với trường hợp nhé, bạn chưa có Gmail đúng không, có nghĩa là Gmail các bạn chưa đăng nhập vào ác đấy, thì anh em hãy nhấn vào đây giúp mình nhá. Đây anh em nhấn vào đây, anh mình sẽ chỉ anh em nhé. Đây anh em sẽ nhấn vào thêm một tài khoản khác, có nghĩa là để anh em sẽ nhập vào đây. Đã chết đâu rồi, đây anh em sẽ ví dụ Google, đây Google đấy, anh em có một tài khoản Google thứ hai đúng không. Đây từ từ anh em sẽ nhập email vào, email của anh em nhấn nhé, mình sẽ nhấn hhh a còng, nhưng mà tài khoản này làm gì có, anh em cứ nhấn tiếp theo thì không có hiện đúng không, anh em bắt buộc phải nhập, thì anh em cứ nhập cái Gmail anh em vào, xong anh em nhấn tiếp theo, đấy anh em nhấn tiếp theo anh em nhập mật khẩu nhấn đối, xong rồi đến cái chữ đoạn mà nó dụ nó bắt cái đoạn file game, anh em nhớ phải tại Google file nhá, nó bắt tài khoản file game thì anh em có thể để xóa đi, đặt tên cho giống cái tên ác của các bạn á, đừng để nó giống tài khoản Google khó nhận nhá. Nếu mà đối với mình chơi nhiều ác á là mình phải đặt tên cho giống ạ, giống ác mới nhận được. Các bạn đặt tên ví dụ như là ác của bạn tên là các bạn tên là ấy đi, Huy đi, các bạn đặt tên là Huy VN. Khi mà các bạn đăng nhập mật khẩu vào đúng không, thì đến cái phần file game á, các bạn cũng đặt tên là Huy VN nha bạn nhá. Đấy đấy, Huy VN và đó. Còn bây giờ chúng ta quay lại game anh em nhá. Đây đây, bây giờ mình sẽ thử, đây là đang ác Facebook rồi đúng không anh em. Đây chưa được dùng với file game này, có thể mình sẽ liên kết với đây nhá, mình sẽ liên kết với Google đi, coi như Google này là mình đã đăng nhập về Google thứ hai của các bạn nhá, các bạn đăng nhập vào máy rồi. Đấy các bạn nhấn vào đây cho mình, tiếp tục. Đấy các bạn nhìn tên người chơi chưa, tạo tên người chơi, mình sẽ đặt tên là ác này tên là gì, các bạn ác tên là gì các bạn đặt đấy nhá, còn mình sẽ đặt tên là gì đó, ác phụ đi. Đấy mình đặt tên là ác phụ đấy, còn đối với bạn các bạn đặt gì nhá. À, tên người chơi không được chứa dấu cách anh em ạ. À, phụ đây đó, mình sẽ ghi thêm ký hiệu a cậu ơi chết chữ cái và số anh em. Đây ác phụ này, 1 2 3 4, anh em nhấn đi ghi thì ghi nhá, nhớ làm sao cho ác phụ nhá. Đây anh em nhấn tạo, đây tên người chơi đã tồn tại. Ồ thế này không được rồi, tồn tại bạn ạ. Mình sẽ đặt tên là gì nhỉ, coi như mình sẽ đặt tên là ấy đi, non ác phụ đó, ok anh em nhá. Sau anh em nhấn tạo cho mình. Đối với anh em tên ác game mà gì anh em đặt đi như vậy nhá. Như vậy là ác này gọi gì, cái ác Facebook của mình làm sao nhỉ, đã liên kết vào Google, có nghĩa là bây giờ mình đăng nhập được vào Google anh em ạ, đăng nhập vào Google đó. Hãy chắc chắn rằng bạn tin tưởng KS Root. Đấy anh em nhấn vào cho phép cho mình. Đó, như vậy là ác Facebook này mình đã liên kết vào Google nha anh em nha. Đấy anh em nhìn thấy là lon ác phụ. Đấy anh em nhìn thấy trên đi chưa. Đấy bạn là thần tích mới. Rồi nó bị mạng anh em ơi. Có lẽ mình ấy. Đối với đấy là mình chỉ anh em nhé. Như vậy là được rồi anh em ạ. Như vậy là thành công rồi đấy. Giờ nó không cho vào anh em ạ. Bực mình thế. Ô hay, mình liên kết nhá bạn nhá. Như vậy là mình liên kết đấy, mình hoàn toàn bạn là mình liên kết rồi. Bây giờ mình dùng máy khác, mình đăng nhập mật khẩu với Gmail vào máy khác, xong rồi mình nhỉ, mình tải file game về, mình tải cat load về, xong rồi các bạn nhấn vào file game, các bạn vào chơi game nhé, các bạn vào cài đặt cho mình đấy. Thôi toang rồi, các bạn vào cài đặt cho mình này. À, các bạn nhấn vào cái nút xanh xanh trên file game á là xong các bạn nhá. Đấy, các bạn chọn vào Google của bạn mà đã các bạn đã đấy là sẽ được nha bạn nhé. Đó đây Aqua, đây mình sẽ nhấn vào đây bạn này, sang Google đây lon, các em nhớ tiếp tục bằng tên lon ác phụ đó, anh em mình nhấn vào đây nó vẫn gì nhỉ, vẫn ra cái ác ấy tiếp, nó sẽ khởi nhỉ. Đấy nó sẽ không được đâu bạn ơi, bởi vì là nó vẫn là cùng ác rồi các bạn. Đấy mình liên kết cả Facebook và Google đấy anh em nhá. Còn chuyện ác thì anh em chuyện thích Facebook thế nào, nếu mà dưới trường hợp anh em chuyện ác bằng Facebook á, anh em nhấn vào Facebook nút đỏ này, anh em nhấn vào nút xanh một lần nữa thì nhỉ, nó sẽ ra giao diện Facebook
mà anh em thì nhỉ có nhiều, có 2-3 tài khoản Facebook á, thì anh em sẽ phải chọn tài khoản khác Facebook vào khác nha anh em nhá, là sẽ được nha anh em nhá. Đó đó, có gì anh em không hiểu anh em cứ bình luận cho mình sẽ chia sẻ. Ok, bây giờ mình sẽ vào gì nhỉ, ác Lưu Đỗ Trung Hiếu nha anh em nhá. Ác này là ác nhỉ, bên Việt Nam 1 đây, mình sẽ vào đấy anh em nhấn. Ác đấy của mình đã liên kết Google anh em nhá. Đấy, mình sẽ nhấn giết này. Đó, anh em nhìn thấy chưa, mình đã sang ác mới nha anh em nhá. Đấy, đó là cách trao đổi và cách nhỉ liên kết thì nhỉ, liên kết giữa ác này và ác, giữa Facebook và Google. Facebook thì đơn giản mà các bạn nhỉ, Facebook hay Google vẫn thế thôi. Google thì nhỉ bạn nhỉ, nó tên mỗi cái nhỉ, Google Play Game bạn tải thêm về thôi. Đó anh em nhá. Đó các bạn nhỉ, qua đi qua lại thoải mái luôn anh em ạ, không lo vấn đề gì hết nhá anh em nhá, không lo một vấn đề gì hết đâu. Ok, ta cứ phải xin quân anh em nhá. Xong rồi bây giờ như vậy là cái gì nhỉ, hướng dẫn cách chuyển ác, chuyển ác thì từ máy này sang máy kia, các bạn nhớ là các bạn phải đăng nhập thì nhỉ Gmail, số điện thoại và mật khẩu đối với Google Gmail và thì nhỉ anh em mật khẩu đối với số điện, Facebook thì anh em đây nhỉ, Facebook thì cũng có email hoặc là số điện thoại đấy, anh em nhớ là đăng nhập những cái mà anh em đã từng đăng nhập của Facebook các mật khẩu các thứ nhá. Xong rồi anh em gì nhỉ, chơi thôi. Còn thì nhỉ tạo ác mới ấy, của ác mới thì anh em thì cũng như vậy, anh em muốn liên kết bằng Google thì anh em liên kết tạo một tài khoản Google mới, còn anh em muốn nhỉ liên kết bằng Facebook anh em tạo một tài khoản Facebook mới anh em liên kết vào, nó có mỗi hai cái đấy thôi nhá, rất đơn giản anh em ạ. Rồi như vậy là mình đã xong cái vấn đề về game chuyện tuổi tài khoản đúng không? Bây giờ mình sẽ sang cái vấn đề mình sẽ giới thiệu anh em cái app kiếm tiền tiếp theo nhá. Anh em nhìn thấy dưới màn hình các bạn là Club Clip phải chưa, anh em tải ứng dụng này cho về mình, cho về cho mình nhá, anh em nhấn vào đây cho mình. Đấy, anh em thấy tiền đô chưa? Đấy, Club Clip. Cái trò, cái ứng dụng này là cái đây 25 rồi. Đây là để mình đã nhảy, mình đã liên kết rồi. Úi, gái xinh, ui, wow. Ok, cái ứng dụng này mình đã nhảy, đã chơi lâu rồi bạn, 2 năm rồi, xong rồi mình bỏ. Mình đã chơi này 2 năm trước rồi, mình bỏ, mình không chơi nữa. Bây giờ mình mới nhớ lại, mình quay lại, mình chơi. Và để mình sẽ chia sẻ anh em luôn nhá. Thì anh em mới gì nhỉ, anh em mới tải về nhá, anh em vào đúng không? Nó sẽ hiện gì nhỉ, tài khoản Google ở dưới anh em thì nhỉ, nhớ là có phải có tài khoản Google nhá, tài khoản Google mình càng tốt, chính chủ luôn đi. Anh em sẽ nhấn vào Google đấy để làm sao nhỉ, anh em liên kết vào Google. Và đó xong rồi nhỉ, nó sẽ nhỉ. Mà xong rồi đến cái phần là giới tính. Thì anh bạn nào nam thì bạn chọn, các bạn chọn nam nhá, bạn nào nữ các bạn chọn nữ nhá. Đó. Xong rồi các bạn phần xong rồi cái phần đặt tên nữa, các bạn đặt tên. Bạn tên của bạn, các bạn nên đặt tên của chính các bạn nhá cho dễ nhận. Đấy. Xong rồi chọn ảnh hồ sơ đại diện thì anh em chọn ảnh ở trong quận nói luôn nhá. Nó anh em nhấn vào cái hình ảnh nhá. Hình ảnh cam ở trên á. Nhấn vào nó sẽ hiện một số hình ảnh, anh em nhấn bừa vào hình ảnh nào anh em thích, hình ảnh nào thì hình ảnh. Hoặc là gì nhỉ? Anh em có thể nhỉ lấy thẳng tài khoản Google. Hình ảnh của tài khoản Google hoặc là gì nhỉ? Ở ấy nha anh em nhá. Anh em sẽ chọn luôn ở trong bộ sưu tập nhá, thư viện mình nhá. Đấy. Em chọn rồi anh em nhấn tiếp theo cho mình. Thì nó sẽ ra một giao diện y như này anh em nhá. À đâu, nó ra gì nhỉ, chủ đề. Chọn 5 cái các bạn thích thì các bạn chọn cho mình, các bạn chọn gì các bạn chọn nha, nó rất nhiều cái. Các bạn chọn là giải trí này, thể thao này, trò chơi này. Cái nắm thứ lắm ạ, giải xong rồi thể thao này, trò chơi này. Giải trí này, hoạt hình này, tin tức này, nó rất nhiều, anh em muốn chọn thì chọn nha, chọn cho mình 5 cái thì thôi. Đấy, khi mà chọn 5 cái này nó sẽ gì nhỉ, ra giao diện như này nha anh em nhá. Thì đây là video nha anh em nhá. Anh em nhớ vào xem video thì anh em gì nhỉ, xem đây cho mình, xem đây này. Đấy. Anh em nhìn thấy góc dưới bên màn hình nhá, đây là video. Còn đây là khám phá, anh em nhấn vào sang bên khám phá nhá. Đấy, đây là gì, đây là những cái người nhỉ, những cái người nhỉ? Nổi tiếng anh em ơi. Mười rất nhiều người theo dõi rồi. Trời ơi, quá nhiều người theo dõi. Khi các bạn vào nha, các bạn muốn thì khi các bạn rảnh rỗi á, các bạn nhỉ xem Dương, kiếm Dương, các bạn nhìn chưa? 24 phút này các bạn nhấn vào xem nhá. Đây các bạn xem. Mình sẽ cho tiếng nghe nhé. Đây là cái kem gì đấy, trời ơi. Các bạn nhìn thấy YouTuber trên này chưa? Các bạn nhấn vào YouTuber thì nó sẽ ra hẳn kênh của YouTube luôn anh em nhé. Đây là theo dõi, các bạn muốn theo dõi người ta các bạn nhấn vào theo dõi. Đây mình sẽ nhấn vào YouTuber này. Đấy, nó ra YouTuber luôn anh em nhé. Đấy, nó thật. Có nghĩa là gì? App này nhỉ? Anh em lấy những đường link. Đây, nhóm Club Clip đây anh em ơi. Họ đã nhỉ đấy.
Ok, mình sẽ quay lại anh em nhé. Thế. Trời ơi, hơi chậm anh ạ, máy hơi chậm luôn. Ôi, gì đây? Hơi lại anh em ạ, anh em thông cảm tí. Đấy. Đúng không, anh em xem video, anh em muốn xem video là anh em nhấp vào để xem nhá. Đây là anh em nhìn thấy dưới thời gian bên đấy chưa? 1 phút 54 giây mình sẽ được 1 dương, có nghĩa mình cứ xem là mình ấy, anh em xem đi. Anh em thấy gì à? Có máy tính anh em mở nhạc cho mình. Mở nhạc tầm bài video tầm 60 phút thôi, 1 tiếng thôi, anh em mở anh em để đấy. Mỗi lần ra anh em được mười mấy dương. Ok. Đây là khám phá thì anh em mình đã nói rồi. Đây là phần thưởng, anh em nhấn vào phần thưởng ở giữa cho mình. Đây, đối với trường hợp em mở đầu với anh em thì sao nhỉ? Sẽ có nhỉ? Spin, spin là vòng quay may mắn, mình sẽ quay cho anh em nhé. Anh em gì nhỉ? Đấy, khi mà các bạn mới đầu nhé, các bạn sẽ có gì? Vòng quay đô, là vòng quay mega. Đây này, các bạn nhìn chưa? Mega này, 0,01 đô này, 0,5 đô này, 3 đô này, 1 đô này, 0,5 này, 0,3 này, 0,1 này. Các bạn sẽ có một lượt quay, các bạn sẽ nhấn vào quay nhá. Thì hôm nay nhỉ, mình đã có một gặp một bạn quay được 0,3 này, 0,5 rồi. Đấy các bạn nhá. Còn một số bạn khác mình không biết quay bao nhiêu. Xong rồi đấy là vòng quay mega. Không, các bạn nhìn thấy spin đây chưa? Cạnh bên cạnh như này. Đấy spin. Đấy các bạn sẽ có 4 lượt quay, các bạn quay nhá. Mình sẽ quay này. Thường là những bạn mới nhỉ, sẽ ra được 500 đến 200 xu, mình thì chỉ được 50. Bởi vì mình này đã tồn tại lâu rồi nha bạn, nên nó thì nó chơi đẻo mình lắm, nó không cho mình được nhiều đâu bạn, bực mình lắm luôn á. Đấy, được dương rồi em ơi. Đấy, anh em mở dương để lấy vàng nhá. Đây, đấy anh em thấy chưa? Đây nha, mình sẽ nhấn vào nút vàng trên cạnh cho mình nhá anh em nhá. Đây vàng. Anh em nhìn ra 6,25 USD rồi. Đó. Có 62, có nghĩa là mình rơi vào tầy nhỉ? Rơi vào 150 tiền, được 150 bạn, được 150 mình còn đấy, tí nữa mình giới thiệu anh em sau nhá. Anh em nhấn vào nút vàng trên này này, thôi, không nhấn được, em nhấn vào nút thoát ra cho mình nhá. Anh em sẽ xem quảng cáo định nhận nhá. Đây là xem quảng cáo này để quay thêm một lần nữa tùy anh em. Mình sẽ thoát ra. Đây anh em cái nhìn thấy nút đổi quà như này chưa? Anh em thì anh em mới tài khoản, những em tài khoản mới đăng ký, anh em nhấn vào đây cho mình, nhấn vào đổi, nhập club của mình vào. Nhập club của các bạn nha, để anh em đổi, anh các bạn làm thế, các bạn đổi được 1 USD đấy, 1 USD. Đó. Các bạn sẽ nhập cho mình là 006 0707428. Các bạn sẽ nhận được 1 đô nhá. Đó. Đó, các bạn sẽ nhấn vào đấy nhá, các bạn xem đi. Đấy, ở đây là sổ số, các bạn này sổ số, các bạn nhìn sổ số chưa? Đây là khi các bạn mở dương, các bạn tích đủ mấy cái này các bạn sẽ mở được những cái sổ số rồi nhá. Đấy anh em nhìn chưa? Tích đủ mới mở được. Đó. Ok, thì mình bây giờ mình sẽ clip này sẽ khá dài nhá, nên anh em thông cảm giúp mình nha. Mình sẽ mở hết dương anh em ạ, để kiếm vàng anh em nhá. Đây là dương này anh em mở đi. Phê của anh em ơi, giống hệt trong cancel cross anh em này, 26 này. Mở tiếp, mở lại. 29 này. Ui 54 ngon thế. 25 ui ít thế. Ôi 19 ạ. Ui 53 VIP đấy. 29 này anh em ơi. 20. 25. Không ăn tua anh em ạ, không được cái nào nhiều, không được cái nào lên bảy mấy cơ. Chứ mình mở được cái bảy mấy cơ anh em ạ. Ui mở nhiều quá anh em ơi, nhưng mà ít quá không bỏ. 47 này. 48 này. 20 này anh em ơi. 27. 19. Thôi mở hết đi. Anh em cứ nhấn mở đi. Ôi, lâu quá anh em ạ. Được rồi, như vậy mình đã mở hết rồi bạn ơi. Khá là nhiều vàng, lên 3053 vàng bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở cái dương xanh nhá, 13 dương xanh. Anh em nhìn dương xanh này là có những cái sổ số anh em nhá. Còn đối với trường hợp này mình không biết là dương này mình có sổ số không hay là đồng vàng thôi. Đồng vàng anh em ạ, mình sẽ mở lại anh em nhá, nhất định là sẽ có. Ôi giời. Ui không có sổ số kìa, tiếc chứ. Sổ số đâu? Dương này sổ số nó rất ít anh em ạ. Thường là dương vàng với dương kia thôi. Ê, đây là được 4 này, đủ anh em ơi, đủ rồi. Thì đó mình sẽ mở anh em xem nhá. Mày chết, mày chết, mày chết. Không biết. Mình chỉ sợ mình chọn được một cái vào một cái nhìn vàng anh em ơi. Ôi vàng nhiều quá anh em ơi. Ô, chúng tiếp đi, chúng ấy đi. Thế anh em ơi, ở đây là anh em nhìn ra sổ số đã hiện một nút đỏ. Đó, cái là cái cục vàng mà đã đủ đây, chơi này anh em ơi. Chơi 500k clip này. 30k clip này. Ồ rồi 30k nhiều anh em, 10k chơi đi anh em ơi. Mình sẽ chơi nhá. Anh em nào đủ thì nó hát thông báo lại anh em chơi nhá. Anh em ơi chọn cái nào đây nhỉ?
không biết là chọn được ý là mình sẽ chọn chính giữa đi anh em ơi. Cầu phim. Ôi được 1.000 xu ạ, ít thế, chết rồi, chọn nhầm rồi. 1.000, 1.000, 10.000. Ồ rồi có hai cái này 10.000 mình không chọn được bạn ơi. buồn quá. Ôi giời ơi, dán như mình chọn cái đầu ấy con đông cái sang bên này 10.000 đấy bạn ơi. Ôi tiếc thế, được 1.000 đấy bạn ơi. Ôi, như vậy là gì nhỉ? Còn 1/120. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục em nhé. Mở cái dương vàng nha anh em nhé. Mở nốt đi anh em ơi. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em nhé. Anh em cứ xem nhá, không hối tiếc đâu anh em ơi. Trò này chơi rất hay. Anh em gì nhỉ? Anh em khi giải trí anh em để chơi những cái game casual group xong rồi anh em qua đây để giải trí anh em nhá. 66 em mình mở lại anh em nhé. Đấy, cộng 3 đâu anh em gì cái này chưa? Đấy, cộng 4 ngay. Đấy, cộng A, 4 chữ A nữa. Đấy. Bíp ngay anh em ơi. Nhưng mà vẫn chưa đủ, mình xem có cái nào gần đủ chưa. 128. À càng, ôi, lâu quá anh em ơi. Cái này không đủ rồi, mình sẽ mở dương này nha bạn nhá. Dương này thì nhiều vàng lắm anh em ơi. Anh em sẽ có đấy. Mở đầu anh em sẽ có đấy. Ôi, 8 này. Mở đầu anh em mới đăng ký là sẽ có đấy nhá. Và đăng nhập điểm danh hàng ngày thì ngày thứ nhất anh em được 500. Cái ngày ngay sau khi bạn đăng ký sẽ được 500 vàng. Xong rồi ngày hôm sau bạn được 1 đô nữa. Đấy các bạn thấy chưa? Các ngày các bạn đăng ký nhập mã của mình à, nhập mã giới thiệu mình à, các bạn đã được 1 đô, ngày hôm sau bạn được 1 đô nữa. Các bạn thoải mái ngày thứ 2 3 hôm mà bạn được 2 3 đô. Đó. Ui 322 các bạn, dương ngày thì phê lắm anh em ạ, nó nhiều lắm. Ui 545 này, ui. Và nhiều thế anh em ơi. Mình mở tiếp nhá, mở lại này. 3 3 5. Ui cộng 1 tiền, cái tiền S1 này mà tiền đắt này bạn này, cái tiền xanh này mà tiền đắt này. Bao giờ mới đủ đây? Trời ơi khổ quá. Đấy, lại được S10 đấy kìa. Ui ngon thế, cộng 1. Ui vàng này bạn này, 923 vàng rồi. Ui 575 nhiều thế. Ui cộng 1 cộng. Ui nguyên tiền này luôn. Mở tiếp. Ui ui. Ui cộng 6 này, 600 mình. Ui mở lại, mở lại. Ui sổ số được một cái thôi. Thiệt vời. La la la. Sổ số xem cái gì xịn không. Cái gì xịn không, xịn không, xịn không. Ui trời, sổ số này S10 này, S10 đô này. Cái này trường hợp này mình thấy nguy cơ không ạ? Nhưng mà mình thích cái tiền S đâu nhỉ? S1 đây bạn ơi. Cái này này mình được. Đây là hai này, 18/20 mình thiếu hai thẻ thôi. Trời ơi các bạn này, các bạn đăng nhập cho mình đi để mình nhận được cái nhá anh em nhá. 0,5 đô, 0,1 đô, mình không biết là chọn nào đây anh em ơi. Anh em ơi giúp mình cái anh em ơi. Mời. Ôi, cái nào đây anh em ơi? Mình sẽ ấn bừa anh em nhá, nhắm mắt vào ấn bừa điện thoại, ấn vào cái gì ấn. Rồi, ấn vào cái gì? À hình cuối cùng luôn à? 0,02 đô, mù mắt rồi. 0,02 hết bạn ơi, có mỗi cái này được mua 0,1 này. 0,1 này. Ui, 0,02 bạn ơi, tiếc quá. Thôi không sao bạn ơi. Được rồi, cái này được rồi. Nó cho ít bạn, ai nó cho nhiều đúng không? Cho nhiều có mà nó phá sản à? Đúng không? Mình lên 6,27 đô rồi bạn ơi. Ơi người nào đây được nhận phần thưởng tiền mặt 3 đô này. Ui nhiều thế. Các bạn nhỉ, các bạn xem video bạn đây, nhiệm vụ hàng ngày các bạn này. Các bạn hoàn tất các bạn sẽ được 500 vàng. Chơi một trò chơi bạn sẽ được 100 vàng. Thì mình xin nói như vậy bạn nhá, 10.000 cái này, 10.000 tiền này, 10.000 vàng thì bạn sẽ đổi được 0,1 đô. 100.000 vàng các bạn sẽ đổi được 1 đô nhá. Các bạn cảm thấy rất là khó đúng không? Nhưng mà yên tâm, nó làm thế là đúng các bạn. Chứ nếu mà anh em kiếm dễ tiền quá thì cái ứng dụng này nhiều người chơi lắm ạ. Thì đấy, đấy nhá anh em nhá. Đây nó chỉ ở cái này thôi. Anh em chưa đi vui nhá. Bây giờ mình sẽ sang cấp độ huy hiệu anh em ạ. Anh em nhấn vào cấp độ huy hiệu nhá. 30 giờ, mình 30/31 giờ, mình còn cần mình xem 1 giờ nữa thôi là mình sẽ nhận được cái gì ít vàng em này. Đấy. Đây là thêm phần thưởng em này. Xem toàn bộ video thì mình là 42/80, mình còn phải thiếu xem 38 video nữa thì anh em hoàn thành nhá. Hãy collab video để hoàn thành nhiệm vụ đây, collab và chia sẻ đây, mình sẽ dạy cho anh em luôn nhá. Anh em thoát ra cho mình vào phần video dưới này. Đấy anh em nhìn chưa? Cái bàn tay này này anh em này, là anh em collab. Đấy anh em collab vào, anh em cứ collab gặp video là anh em collab. Còn chia sẻ là cái dấu mũi tên bên cạnh các bạn nhé. Các bạn chia sẻ vào giúp mình. Messenger tùy các bạn muốn chia sẻ đâu các bạn chia sẻ nhá. Đấy, các bạn làm theo yêu cầu nó bao giờ đủ sẽ được các bạn. Đây là phần thưởng cấp độ huy hiệu nha anh em nhé. Đấy em nhìn thấy chưa. Đây này, hãy collab của mình là 247/400. Có nghĩa là mình sẽ phải collab
bàn tay vỗ tay, có nghĩa là 163 lần nữa bạn, 153 lần nữa mới đủ nha bạn nhé. Còn bộ chia sẻ video thì mình 42/80, mình còn 38 lần nữa chia sẻ cho mới được nha bạn nhé. Đó, ok, bây giờ chúng ta cùng đi đến với phần trò chơi anh em nhé. Anh em nào không biết anh em cứ mình rõ nha. Đây, chơi trò chơi này hôm nay mình thấy rất nhiều bạn chơi trò chơi rồi, gồm nuôi cá này các thứ anh em nhé. Nó thực sự nó rất là thú vị luôn anh em ạ. Nuôi cá anh em có tiền nha. Đấy anh em thấy chưa, cá của mình này, mình có thật anh em, cá mình hơi bị to đấy. Đây là bể cá của mình nha, anh em nhìn con cá vàng mình chưa. Thức ăn mình được 4 này, cái đấy là cái hũ nha bạn. Nếu mà đây 17 viên mình sẽ cho ăn nha. Đấy, cá vàng ăn. Cá vàng này, cá tiền nha bạn nha, cá tiền đấy. Những con cá kia vẫn có tiền nhưng mà nó quy đổi ra vàng mà ít. Các bạn cứ tích cóp và sẽ được tiền nha bạn nha. Các bạn cho ăn đi mình. Đấy, bể cá mình là mắc đi nha bạn nha. Đấy, còn mình có đẻ ra ngọc trai và vàng nha bạn nhờ. Em nhìn chưa, anh em sẽ nhấn vào nha. Cái sò này vậy, các bạn mua các thứ tí nữa mình sẽ dạy bạn nhé. Cái sò này mình sẽ được, mình đã được 410 viên sò rồi bạn nha. Mình cho ăn tiếp này, thức ăn ngày này không đủ đâu bạn, phải mua tiếp rồi đấy. Ui ngon thế, ui xác nhận nó hết rồi bạn ơi. Đây các bạn sẽ xem video nhảy sò, nhưng mà từ từ nha, mình sẽ mua dùng sò để mua thức ăn nhá. Đây các bạn, đây là cửa hàng nhá, đây là mục này, cá con này, các bạn vào đây mà mua nhá. Khi mà bạn nhá, một cái nữa là các bạn cứ tạ hết cá vào đi nhá, gặp cá các bạn cứ tạ hết vào bể đi, các bạn cho ăn. Các bạn một thời gian, các bạn đừng bán nhá, đừng bán vội, các bạn cứ ấy đi. Các bạn level 20 bạn mới bán được, nhưng mà các bạn đừng nên bán, các bạn cứ để đấy. Các bạn khi mà các bạn đạt đến một độ mức định thì các bạn chơi tầm 10-15 phút thôi là sẽ con cá vàng. Cá vàng hay các cá tiền, các bạn sẽ nuôi nó để được nhiều tiền đấy anh em nhá. Đấy, còn mục này, mục trang trí này, anh em nhỉ muốn nhỉ, máy bơm oxy có nghĩa là gì, cờ lát cờ lít có nghĩa là tiền vàng có thể rơi khi nâng cấp cá. Đây còn mình đã mắc rồi, các anh em thể mua này nhá, để rơi tiền mở rộng bể cá các bạn. Anh em có thể đọc nhá, mở rộng bể cá này. Đấy các bạn sẽ phải dùng sò để mua. Đây sò trên này, ông xà cừ ma thuật đá ngầm san hô anh em này. Đấy đồng hồ biển sâu, anh em muốn mua thì mua nhá, mua những cái thứ anh em cần thôi. Ví dụ như là mở rộng bể cá, các bạn muốn nuôi thêm một vài con nữa thì các bạn phải mở rộng thôi đúng không. Đấy một ngoài thôi, mình sẽ mua thức ăn tiếp nhá. Đấy cái thức ăn cá vàng là thức ăn gói trên cùng như vậy nhá, nó có cái nơ này, nơ đẹp không bạn, quá đẹp đúng không. Đó ok nha anh em nhá, giờ mình sẽ mua thức ăn đó. Ok mình mua tận 40 viên rồi. Ok mình sẽ thu hoạch cái này nhá, cờ lát và vàng 10.000 vàng bạn ơi, được 0.1 đô nữa rồi đấy. 0.1 đô là 1/10 có nghĩa là gì vậy? Mình được gì, mình được 2.300 đồng các bạn ạ. Đấy nó ít em ạ, nhưng mà anh em cứ chơi đi, chơi nó bao gồm rất nhiều. Đó mình sẽ cho ăn nhá. Ôi 40 viên gần hết rồi bạn ơi, ôi gần hết thật rồi này, còn 20 viên. Ok đây, cái thời trước đó mình đã cho ăn nữa rồi, no rồi bạn ơi. Con cá vàng mình này, các bạn nhìn thấy chưa, 1.13 đô rồi. Mình sẽ nuôi cho to nữa, mình bán ra 1.13 đô rồi. Đấy anh em thấy chưa. Còn anh em mới nhận á, là gì nhỉ, 0.02. Anh em sẽ phải nuôi nó nhá, để nó lên. Anh em nhìn nhá, xem bạn xếp hạng này, xếp hạng này, anh em nhìn này, những con cá vàng người ta này 33 đô này, 22 đô, 21 đô, 20 đô này. Còn mình mới 1.13 đô, chả là gì các bạn ơi, bé lắm. Tổng giá trị này là cả bể cá này của mình bán đi làm sẽ được 3.128 vàng nha bạn nhá. Mình sẽ không bán, mình sẽ nuôi. Đây các bạn cùng thăm với những bể cá người ta này, 845.000 này. Ôi các bạn thăm nhá. Vâng các bạn nhìn cá người ta chưa, to kín màn hình luôn, trời ơi. Trời kín màn hình luôn ạ. Các bạn có thể cho ăn nhá, nhưng mà mình không cho đâu, cho ăn làm gì bể cá người ta đâu. Các bạn kết bạn với nhau thì các bạn để cho ăn giúp nhau nhá, để nó đẻ ra sò. Đây đây những thằng này. Đấy, rất nhiều các bạn ơi, bể cá người ta này, mấy đô của bể cá người ta bán đi mấy đô các bạn. Ôi cá vàng họ này, 15 đô cá vàng các bạn ơi, ngon thật vẫn 15 đô rồi. Ui sợ luôn em ơi. Đấy để ngôi nhà các bạn nhé, ngôi nhà này bạn phải mua cá, các bạn nhấn vào đấy, mục trang trí. Đấy các bạn mua như mình đã nói bạn ấy, bán đi các bạn nhỉ, bán thì phải level 20 mới bán được nha bạn nhá. Con này của mình level 19 này, level 18 rồi, mình sẽ không bán đâu bạn ơi.
anh em nhớ nhá, mỗi lần nó lên cấp độ là nó gì nhỉ, nó thêm được nhiều vàng anh em. Nếu mà anh em bán đi nhỉ, bán đi thì anh em lấy có được vàng thôi, nhưng mà khi mà lên cấp độ level thấp ạ, nó lên được mấy vàng thôi nhá bạn nhá, thế là tùy anh em thôi. Đó, ví dụ mình sẽ cho anh em xem con lươn điện nhá. Đây, level 17 các bạn. Cái cấp giá trị tiếp theo mình lên cấp là được cộng 23 xu nữa, 23 vàng nữa. Nếu mà anh em bán thì anh em sẽ nhận lại được số tiền là 227, đúng không? Thì khi mà anh em mua lại, anh em mua lại để chơi ấy, thì mỗi lần thắng, mỗi lần lên cấp thì nó được, mình vẫn cộng được 2 đến 3 xu, 4 xu thôi, không được nhiều. Cho nên anh em cứ kệ nhau nhé, càng ngày càng do đi. Đó, đây là cá này, các loại cá của mình này. Cá vàng mình có một con đây, cá quà tặng người mình được 2 con. Anh em sẽ nhớ vào sinh in nhá, nhấn để nhận phần thưởng của ngày hôm nay là anh em sẽ xem quảng cáo, nhớ chưa? Đấy các bạn thấy ấy, các bạn chơi từ từ điểm danh nhá, bạn nhận điểm danh đây. Đó, anh em nhấn vào sinh in để nhận ra mình thì mình chưa nhấn đâu, bởi vì mình hướng dẫn thôi. Mình nhấn là sẽ bị quảng cáo bạn, các bạn nhấn thì sẽ bị quảng cáo nhá. Các bạn xem quảng cáo các bạn thấy được, đây là thẻ VIP này, các bạn có thể mua nhá, mua thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ VIP đấy. Thẻ vàng thì anh em nhỉ, mỗi ngày em nhận được sò để thức ăn này, giảm đi 20% có nghĩa là thời gian cá cho cá ăn, có nghĩa là gì nhỉ, 100, ví dụ nha, mình sẽ ví dụ nha, 10 phút nữa thì cá mới được ăn. Thì các bạn mua cái thẻ VIP nhất là 0,2 đô nhá bạn nhá. Thì các bạn sao nhỉ, các bạn còn 8 phút là các bạn thọ ăn được, còn không phải đợi đến 10 phút nữa đấy các bạn, đấy là giảm tốc. Và nhà vàng những thứ nó cũng được nhiều hơn, đây là tùy anh em nhé. Mình mua, bỏ ra mình mua thì còn 95 giờ nữa bạn, mấy ngày nữa cơ mà. Ok, đây là sang trò cá, bây giờ các bạn sang trò mèo này. Đây là những trò gì nhỉ, những trò này là những trò gì lỗi anh em nhé, hot, anh em nhìn từ hot trên này chưa. Còn những cái trò này nhỉ, trò dưới này này, nó chỉ là new thôi, có duy nhất 3 trò này là hot, mình chơi tất anh em nhé. Anh em sang trò mèo cho mình, hôm nay là cũng khá nhiều bạn chơi mèo đúng không, mèo này là thích hợp cho mấy bạn nữ lắm này. Em nào muốn nhân 3, nhận số nhân 3 thì anh em nhận này. Đó, có bạn nào ở đây mèo đến chưa? Mèo full cấp độ như mình chưa? Anh em nhìn thấy gì chưa? Đây, anh em nhớ nha, dấu S đây này. Cái hôm anh em ấn vào để nhận nha. Mình là mình không chơi đâu bạn ơi. Bởi vì làm sao nhỉ? Mình hết Captain thì mình mua được. Captain là gì nhỉ? Nó cũng kiểu dạng như vàng á, nhưng mà vàng này là vàng quả riêng gì nhỉ, mua mèo thôi, còn vàng này vàng khác các bạn nhìn chưa. Cation trên này là bạn này lại dấu chữ S, có 4 cái nhánh ở trên, còn vàng ở dưới và đô ở kia, mình là 6,27 này bạn này. Đó, ai muốn bán mèo thì các bạn nào muốn bán mèo các bạn ấn vào đây nhá. Đây là bán mèo là hồ hòm này này, kết hợp hai con mèo này, các bạn tự kết hợp cái họ cái đấy, họ khác dạy. Mình được hai con mèo đô này bạn này, mỗi con này mình bán là 0,01 đô, có nghĩa là mình bán hai này đi mình sẽ nhận được 6,29 đấy bạn ạ. Đó nên mình không bán đâu nhá. Còn cái phần trên này bạn nhớ vào đây nhá, mỗi ngày bạn được 5 hòm mà bạn nhận, và 5 con cá sau 2 giờ sau 00 giờ các bạn sẽ quay nhá. Đó, đó, cái lịch này là bạn này, các bạn nhận đi, các bạn nhận danh các bạn nhận nhá. Đó, còn cái này nhỉ, các bạn thì mua 3 con mèo làm nhiệm vụ của nó thì các bạn làm nhá. Đây nó cái đoạn này nó bắt tăng tốc 2 lần, các bạn muốn tăng tốc không, mình sẽ dạy các bạn nhá. Đây các bạn nhìn thấy chỗ máy bay ở đây chưa, máy bay này đây các bạn nhớ vào máy bay, 100 xu các bạn mất, các bạn mất 100 xu các bạn sẽ tăng tốc rồi đó nhá. Mình tăng cấp cho anh em nhá, nhớ vào đây đấy anh em biết là ngọn lửa doanh thu nó chạy rất nhanh bạn đấy, trong vòng có 600 giây bạn ơi, đấy nó tăng rất nhanh. Đó là trò mèo nhá, trò Lucky nữa anh em ạ, mình sẽ cho anh em xem clip này khá dài nhưng mà yên tâm anh em ạ, nó rất là vui. Đó, cái trường hợp sổ số này thôi anh em không phải nhá, anh em bỏ đi. Cái thẻ cao này bạn này, đây em nhìn nhá, vé miễn phí là 10 vé, còn 2 tiếng 47 phút nữa mình mới nhận được xếp hạng này. Mình non nớt bạn, mình mất khỏi chuyện bạn xếp hạng rồi. Đó, đây là những cái mà anh em chơi nhá, anh em cứ chơi đi, anh em đọc dần em khác thấm và em khác hiểu thôi. Thu nhập anh em này, khi mà anh em mở hệ tích đủ hết rồi anh em sẽ mở những cái hòm này để nhỉ, một là vàng này, hai là cái đồng SCS này. CS là đồng gì anh em? Đây đồng này 837.000 mình đây. Mình sẽ vào cửa hàng các bạn nhá. 100 xu bạn mua 5 vé, mình sẽ mua 100 xu để làm sao nhỉ? Chơi các bạn xem nhá. Đây mình mua rồi. Xác nhận. Đó anh em ơi. Được rồi. Mình như vậy mình mất 100 vàng 5 vé mình sẽ chơi này này. Anh em thắng thì anh em sẽ được 10S. Cái trường hợp này gần như không có bạn ạ. Ít lắm. Đây anh em mình sẽ thử ấn vào cho anh em nhá.
thẻ cào, bạn nhớ mất thẻ cào nhá. Có nghĩa là 3 con số 8, anh em cào ra được 3 số 8 anh em sẽ được 10 đô. Mình sẽ tự cào nhá. Một con số 8 này bạn này. Không có con số 8 nào nữa bạn ơi. Anh em thấy chưa? Có nghĩa là 3 con số 8 này anh em mới được nhỉ, anh em mới được 10 đô, nhưng mà trường hợp ấy mình thấy rất là ít. Nó được cúp. Đấy, ok, anh em đang nói về clip mình đang quay đây, một số 8. Ok, mai các bạn cứ xem mà các bạn hiểu nhá. Đấy, là 1.000. Ok, thì cái đồng đỏ này là đây, các bạn nhìn cái đồng phần thưởng như này, Zill Win được 3.000. Đó, hết rồi bạn ơi, hết vé rồi. Mình sẽ thoát ra hết vé rồi. Các bạn vào cửa hàng, sổ số này các bạn có thể mua, nhưng mà thôi các bạn đừng mua nhé. Cửa hàng này bạn này, các bạn có thể đổi cho mình 500.000. Cái này bạn được 500 vàng. Mình có 846.000 này bạn này, mình sẽ mua nhá. Đấy, được 500. Xác nhận anh em ơi. Đó, mình còn 346 thì mình sẽ gì nhỉ? Một là bạn mình hoán đổi ra những cái này, nhưng mà thôi nhá bạn nhá. Hoán đổi làm gì? Được rồi, được 500 vàng rồi. Anh em mỗi ngày em cứ chơi vào đây chơi nhá. Xem quảng cáo. Đó. Còn mấy trò chơi dưới này anh em muốn chơi gì chơi nhá, mình chẳng muốn chơi đâu. Nó cũng chả gì thú vị mấy ạ. Toàn là ấy thôi. Không hay lắm đâu bạn ơi. Mình không thích mấy anh em ạ. Đó. Đó anh em nhá. Ok, 6,27 đô, 10,8 này. Đấy, anh em nhìn sẽ nhấn vào tôi nhá. Đây là anh em mà muốn tải video lên để nhận clap của vỗ tay của họ á, thì các bạn nhấn vào cái gì, nút dấu cộng ở đây nhé bạn nhé. Đây, nhấn vào đây. Đấy, các bạn cứ cho phép đi. Đấy, đây mình hướng dẫn nên mình sẽ từ chối nhé. Đây, cái nút dấu cộng này anh em. Đó, nhớ nhá. Đây là mình đã có 25 người theo dõi, và mình đang theo dõi 11 người. Clap mình đã nhận là 2183. Đó. Các bạn muốn kết bạn bè gì, các bạn nhấn vào bạn bè của tôi. Đây. Đây là mình, những bạn bè mình. Lời mời kết bạn là gì, không có. Thêm bạn bè, các bạn nhấn vào thêm bạn bè. Các bạn gì nhỉ, nhấp vào đây, ID người dùng, có nghĩa là gì nhỉ, mã mời của mình các bạn. Đó, các bạn nhập mã của mình vào nhá, 006 070 7428 nhé bạn nhá. Đấy là sẽ được các bạn ơi. Đó, và các bạn nhấn AD là mình nhỉ, mình chỉ việc đồng ý kết bạn nhé bạn nhá, là chúng ta đã kết bạn nhau. Có nghĩa là vào mẹ cái các bạn có thể thăm nhau được đấy. Đây, mình sẽ vào phần thưởng này. Các bạn cứ trôi đi đây, các bạn nhé, đổi này, các bạn muốn đổi thành tiền giọt. Đây, 10.000 mình đổi được 0,1 đô. Anh em đổi thì đổi nhé, chả đổi thôi, mình sẽ để đấy nhé, để còn có gì tiêu. Ok, xem trò chơi này, chơi trò chơi này. Cá đấy anh em nha. Và để hướng dẫn anh em. Đây là bạn bè của chúng ta đây này, bạn bè của mình đây này. Đây, mình sẽ nhấp vào bạn bè. Tô Thắng 203 của mình đang đứng đầu nha bạn nhé, đang đứng đầu. Xong rồi đến bạn Game Sato, Lê Dũng, Hoài Thu, 8A Trung Hiếu, KKK này, cái này của mình đây rồi. Ha ha, đây rồi bạn, ha ha, đây rồi. Tấn Nguyễn Tấn Khoa. Ok, mình sẽ thăm nào. Ôi, cho ăn đi, đói rồi, thôi để anh cho ăn hộ nhá. Không chịu cho ăn kìa. Lên này vào, đó. Đó, anh xin nhá, anh xin vàng với Ngọc nhá. Ôi, Khoa, à ha ha, có con cá vàng ấy. 0,02 đô này bạn ơi, không cho ăn cá vàng đấy, không cho cá vàng ăn đấy. Đấy, con cá vàng bé quá, nuôi cho lớn đi. Mình sẽ cho cá vàng ăn hộ luôn nhá. Không, mình không cho ăn cá vàng rồi bạn ơi. Cá vàng này chỉ có chủ cho thôi bạn ơi. Đó. Mình xem Nguyễn Tấn Khoa tí nào. Nguyễn Tấn Khoa đây. Nguyễn Tấn Khoa có cá vàng ở đây. Đây cá vàng. Đấy mình cho. Đấy cá vàng này lên ăn luôn. Level 3 rồi. Level 3 0,02. Chưa lên đâu bạn ơi. Cứ từ từ. Rồi sẽ lên. Sắp lên level 4 rồi bạn ơi. Cá vàng ngày là tiền đô anh em nhớ nuôi nhá. Như vậy là những cái gì nhỉ, những cái gì quan trọng nhất mình đã chỉ anh em rồi. Đó anh em nhá. Vấn đề về tôi này. Đấy, mình đã bảo anh em nhá, theo dõi các thứ. Đó, anh em nhập mã club code mình vào để được nhận quà anh em nhá. Đó. Video thì anh em để muốn xem video để lấy dương như mình mở dương á, anh em cứ nhấp vào để xem nhá. Đây của mình là 1M20 giây nữa xem được nhận một cái dương nữa, nhưng mà thôi nha anh em nhá. Mình đã hướng dẫn xong anh em nhé. Như vậy mình đã hướng dẫn xong anh em nhé. Rồi nếu anh em thấy cái ứng dụng này hay thì anh em nhớ cho mình một like nhá.
và chúng ta nhỉ cùng kết bạn anh em nhá, và tham gia nhóm club clip này để cùng hội đồng anh em chơi nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.